Thưa quý vị, mặc dù cả nước mới bắt đầu cuộc kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, nhưng việc nắm bắt cụ thể lịch quay lại trường của các em học sinh cũng sẽ giúp cho các em và gia đình có những kế hoạch nghỉ ngơi phù hợp. Theo đó, hầu hết các địa phương đều cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học nghỉ lễ 30 tháng 4 vào mùng 1 tháng 5 trong thời gian 5 ngày và học sinh trường trung học cơ sở trung học phổ thông nghỉ 4 ngày. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quyết định cho học sinh giáo viên nghỉ lễ dịp 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 trong thời gian 4 đến 5 ngày tùy vào từng cấp học. Cụ thể với các trường tổ chức học, làm việc 5 buổi một tuần mầm non tiểu học thì giáo viên học sinh sẽ nghỉ 5 ngày từ 29 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5. Các trường học 6 buổi một tuần, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề sẽ nghỉ 4 ngày từ 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị trường học cần thực hiện nghiêm túc việc trực và bảo vệ cơ quan, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ. Sau dịp nghỉ lễ, các đơn vị trường học cần ổn định ngay nề nếp, đảm bảo hoạt động đúng kế hoạch theo quy định và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng quyết định cho học sinh các trường nghỉ 4 đến 5 ngày nhân dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Những trường dạy 2 buổi một ngày, nghỉ 5 ngày từ 29 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5. Trong đó, 3 ngày nghỉ lễ là rỗ tổ hùng vương ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 và 2 ngày nghỉ bù do rỗ tổ hùng vương 29 tháng 4 và 30 tháng 4 lần lượt rơi vào thứ bảy chủ nhật. Với những trường hợp dạy 1 buổi một ngày, nghỉ 4 ngày từ thứ bảy 29 tháng 4 đến hết thứ ba ngày 2 tháng 5. Tuy nhiên, nhiều trường trung học cơ sở, trung học phổ thông sắp xếp cho học sinh được nghỉ lễ 30 tháng 4, tổng cộng 9 ngày. Lý do, các trường hợp lên kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 2 từ giữa tháng 4 đến hết ngày 28 tháng 4. Như thường lệ, sau đợt kiểm tra cuối học kỳ, học sinh các cấp cũng được nghỉ học vài ngày để giáo viên chấm bài. Năm nay, ngay sau đợt kiểm tra cuối học kỳ 2, học sinh các cấp sẽ nghỉ lễ 30 tháng 4. Sau thời gian nghỉ lễ, nhiều trường trung học cơ sở, trung học phổ thông phân công các giáo viên trở lại trường để chấm bài kiểm tra. Riêng học sinh tiếp tục được nghỉ học ngày 4 và ngày 5 tháng 5. Tiếp đó ngày 6 và ngày 7 tháng 5 rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật nên học sinh tiếp tục được nghỉ. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cũng thông báo các trường cho học sinh nghỉ 5 ngày từ 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, bắt đầu quay lại làm việc vào ngày 4 tháng 5 thứ năm. Những cơ sở giáo dục, trường học có lịch làm việc vào thứ Bảy thì chỉ nghỉ 4 ngày, quay lại làm việc từ ngày 3 tháng 5 thứ Tư. Tương tự, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc cũng cho học sinh mầm non tiểu học nghỉ 5 ngày và học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh nghỉ 4 ngày từ 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Sở yêu cầu các trường chủ động kế hoạch, thời gian tổ chức kiểm tra kết thúc học kỳ 2 và chuẩn bị tổng kết năm học 2022-2023 như vậy tùy vào kế hoạch học tập của từng địa phương mà học sinh trên cả nước sẽ có kế hoạch đi học khác nhau kỳ nghỉ dài ngày này cũng là cơ hội cho các em học sinh có cơ hội được thư giãn nghỉ ngơi sau thời gian học tập căng thẳng